Thật ra Phá Tam Giang là một cái vùng đầm mênh mông, mặt nước chỉ xâm sắp ở tới ngực hoặc là nhiều lắm là có thể quá đầu một chút xíu vào những mùa nước cao. Nó là một cái đầm mênh mông, nó trải dài từ Lăng Cô, từ Giáp đã qua đến biển Thuận An ở ngoài miền Trung, tức là ở trong cái phạm vi của tỉnh Thừa Thiên. Một lúc nào đó có một người lính ngồi trên Phá Tam Giang, trên chiếc thuyền mênh mông ở đó, và chợt nhớ về thủ đô Sài Gòn. Chiều trên Phá Tam Giang, nhớ ơi là nhớ, niềm nhớ đến bất tận. Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em. Đó là một bài thơ của một tác giả đã thành danh hay là đã nổi tiếng với những tác phẩm như là Trường Sa, như là Ta Về. Và chính ông vào cuối thập niên 1960 đã viết bài Chiều trên Phá Tam Giang. Đó là nhà thơ Tô Thủy Nguyên, Tô Thủy Yên. Và bài thơ này đã được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Trần Thiên Thanh và nó đã trở nên bất tử trong một cái hoàn cảnh mà nhiều người vẫn còn nhớ trên đài TV số 9 của Đài Sài Gòn. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị trở lại với Chiều trên Phá Tam Giang với đôi song ca David Ngô và Thanh Minh với những tiết điệu rất là mới và sự trình bày rất là mới do hai ca sĩ sẽ trình diễn trước quý vị. Một lần nữa, David Ngô và Thanh Minh. Yeah.
giờ này thương xa sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt ngọn rồi. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, 11 giờ vắng yên. Ôi em tôi, Sài Gòn không buổi tối. Giờ này có thể trời đã nắng. Nước quen ngày chúng ta thường hẹn, rồi bạn bè muốn tâm trí trên từng đợt tiếng thao sao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em giọt lệ nước mắt chảy quanh. Nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ. Đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới em, nghĩ tới nhau. Chiều trên phá tan giang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất tận. Xin cảm ơn ban nhạc Lisa.